Khi ấy, Đức Giê-xu nói với ông Ni-cô-đi-mô rằng, không ai đã lên trời ngoại trừ con người đứng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay con đến đây thì gặp hai cha, và đặc biệt là cha xứ bảo là không biết các cha đến nên là không nhờ trước để chia sẻ, nên là hôm nay con cũng một phần là cũng hơi bị đông, nên là thôi Chúa Thánh Thần nói như thế nào thì chia sẻ với cộng đoàn như vậy, chưa được chuẩn bị trước. Cha xứ Hoàng Xá bảo cậu là út thì cậu phải chia sẻ, đấy là cũng là ơn mà các anh trao cho đàn em cái nhiệm vụ đặc hơi nặng nề một chút, nhưng mà đấy cũng là một hồng ân để được ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo xứ chúng ta khai mạc lễ quan thầy của giáo xứ. Hôm nay giáo hội mừng kính lễ suy tôn thánh giá, đây cũng là đích điểm, đây cũng là một bước ngoặt để ngày mai chúng ta được mừng kính mẹ sầu bi, để đón nhận mừng kính quan thầy của chúng ta. Suy tôn thánh giá là chúng ta tôn thờ thánh giá Chúa. Nhưng mà thực tế thời buổi ngày nay, nếu chúng ta nhìn vào trong đời sống của xã hội ngày hôm nay, việc thánh giá được treo hết chỗ nọ đến chỗ kia, từ trên cổ của các cô phụ nữ, của các người đẹp, rồi trên tay của những người đẹp cũng có thánh giá. Vậy thì đấy có phải là thánh giá để chúng ta suy tôn hay không? Đôi khi đấy chỉ là cái trang sức của những người mẫu thời buổi bây giờ, hay là ngoài xã hội bây giờ họ cũng làm điều đấy, về trang sức, về đời sống của mỗi người chúng ta. Vậy thì đâu mới là thánh giá để chúng ta tôn thờ, chúng ta suy tôn? Khi chúng ta đọc lại lịch sử, khi Thánh Phanxicô thời đó, thời thập tự trinh, Ngài được mời gọi đến để giao kèo, được tiếp đón với đứng đầu của Hồi giáo, thì một đứng người vị đứng đầu đó ngồi trên này và mời Thánh Phanxicô của chúng ta rất là đằng xa để đến với vị đó, để khi đó Ngài giang tay ra đón lấy Thánh Phanxicô. Nhưng trước mặt của Ngài là rất nhiều thánh giá đặt ở trên đường đi, để nếu Thánh Phanxicô đến với được với người ngoại giao đó thì phải bước qua thánh giá mà đi. Thánh Phanxicô của chúng ta, Thánh Phanxicô khó khăn của chúng ta đã từ từ bước lên thánh giá để đến được tương quan và được ngoại giao, đặc biệt để mời gọi hòa bình cho giáo hội chúng ta. Ngài dám bước lên cây thánh giá đó, và sau đó Ngài đã giải thích. Trên đồi Golgotha có ba cây thánh giá, nhưng mà chỉ có một cây thánh giá thật, còn ba cây kia là cây khổ giá, cây thập giá. Tôi bước lên cây khổ giá, tôi bước lên cây thập giá để tôi đi, còn tôi không bước lên cây thánh giá để tôi tôn thờ Thiên Chúa. Như vậy thì trong cộng đoàn chúng ta hiểu được ý của Thánh Phanxicô. Trong cuộc đời của Ngài, Ngài tôn thờ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là Chúa Giê-xu đã chịu treo trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, để đón nhận những cái ơn lành mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại chúng ta. Như vậy thì cây thập giá gì, có ý nghĩa gì đối với cộng đoàn của chúng ta? Như trong tin mừng ngày hôm nay, trong lời Chúa ngày hôm nay, bài đọc một là một hình ảnh để nói lên chính Chúa Giê-xu là đấng bị treo lên để Thiên Chúa tôn vinh. Dân Do Thái đi trong
sa mạc bị rắn cắn, thì Thiên Chúa sai ông Môsê treo một con rắn đồng lên để được cứu. Có phải con rắn đó nó cứu dân Do Thái hay không? Thưa không phải, đó là dấu chỉ để nếu ai tin vào Thiên Chúa qua con rắn đồng đó thì được chính Thiên Chúa cứu, chứ không phải là con rắn đó nó cứu. Đấy là hình ảnh của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn lên thập giá Chúa, nhìn lên cây thánh giá trên nhà thờ đây, đây không phải là Chúa, thưa cộng đoàn. Con nói vậy nhiều người hiểu sai, không hiểu được. Đây là hình ảnh, đây là hình ảnh Thiên Chúa mà chính Chúa Giêsu đã chết treo trên thập giá, để mỗi ngày chúng ta nhìn lên Ngài, nhìn lên hình ảnh này, để với con mắt đức tin chúng ta nhìn lên chính Chúa đã chịu nạn, chịu chết, chuộc tội thay cho chúng ta. Nên là đôi khi cái hình ảnh này xấu chúng ta có thể là bỏ đi, hình ảnh xấu này chúng ta có thể hủy đi. Vậy thì khi chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta đón nhận được những ơn lành mà Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá, một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu đến cùng, một tình yêu mà hủy mình ra không để đồng cảm với nhân loại, để trở nên một với nhân loại, để trở nên một với chúng ta. Ngài không có tội tình gì, nhưng Ngài dám chấp nhận treo trên thập giá để chết vì chúng ta. Để con cũng như cộng đoàn, khi chúng ta đau khổ, khi chúng ta vất vả, chúng ta nhìn lên Chúa, chúng ta được an ủi. Vì sao được an ủi thưa cộng đoàn? Vì đôi khi chúng ta đau khổ, chúng ta nhìn lên Chúa. Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa mà Ngài dám chấp nhận để bị đóng đinh, trần truồng, không một mảnh vải che thân, để cho con và cộng đoàn nhìn lên Chúa. Chúa còn như vậy nữa, huống chi là mình. Nên là mình cố gắng sống vui, sống đón nhận những cái đau khổ trong cuộc sống, để rồi chúng ta vượt thắng qua, được kết hợp với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lên một với chúng ta để giống chúng ta đau khổ. Như trong cộng đoàn, chúng ta hiểu được câu này khi chúng ta thấy được nếu một cha nào đó hay cha xứ của chúng ta mấy ngày qua đi ra phục vụ, làm với các ông bà anh chị em, đồng hành với ông bà anh chị em từ vất vả này vất vả kia, thì chúng ta cảm thấy gần gũi với cha, gần gũi với hình ảnh của những người phục vụ giáo hội. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài là Thiên Chúa mà người ta quan niệm Ngài rất là xa xôi, nhưng Ngài đã đến ở cùng với chúng ta, nên là gần gũi con người, cảm thông với con người, nâng đỡ đời sống đau khổ của nhân loại chúng ta. Như ngày hôm nay chúng ta mừng suy tôn thánh giá là chúng ta tôn thờ đứng nằm trên cây thánh giá. Vì thánh giá là hình ảnh của Đức Kitô. Khi chúng ta nhìn lên cây thánh giá là chúng ta thấy được chính Chúa Giêsu đã tỏ mình, tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, một tình yêu đến cùng. Như trong tin mừng ngày hôm nay có nói, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết. Khi chúng ta tin vào Thiên Chúa thì chúng ta khỏi phải chết ngay ở đời này. Như trong cộng đoàn, nếu chúng ta có những người bệnh tật, những người đau khổ mà dám nhìn lên cây thập giá thì chắc chắn chúng ta sẽ được an ủi phần nào. Nghĩa là chúng ta không phải chết khi chúng ta còn đang bệnh tật, đang ở trần gian này. Vì sao vậy? Vì mình đau khổ quá, nhưng mà mình nhìn lên Chúa Giêsu. Hay là các em nhỏ, đôi khi các em vất vả này, các em bảo gia đình chúng ta không có xe đạp điện cho các con đi, thì trách móc bố mẹ chúng ta không có đủ phương tiện cho con để con được như các bạn bè. Thì chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu là đứng, là cả bầu trời này không thể chứa nổi Ngài, nhưng Ngài vẫn chết trần truồng trên thập giá để các con cố gắng, để các con chấp nhận những cái thiếu thốn trong đời sống của chúng ta, để chúng ta vui vẻ, chúng ta chăm chỉ học hành hơn. Còn nếu chúng ta cứ trách người, trách mọi cái thì chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta sẽ vất vả và càng đau khổ hơn. Vậy thì khi chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được bình an hơn. Nhìn lên cây thập giá của Chúa, chúng ta cảm nhận được đó là ơn mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Ngày mai chúng ta mừng lễ Quan Thầy của giáo xứ Đức Mẹ Sầu Bi. Sầu Bi là như thế nào thưa cộng đoàn? Mẹ đã
đón lấy người con của mình, mẹ đã đón lấy Chúa Giêsu từ trên cây thập giá xuống, hạ xác xuống để rồi mẹ chấp nhận đau thương giống như Chúa Giêsu. Trong cuộc đoàn chúng ta ai cũng cảm nhận thấy điều đấy. Khi một đứa con của mình mà có bị sắp tay thôi, người mẹ cũng đau quặn nỗi lòng của mình. Khi một mũi tim châm vào đứa con của mình để mà tiêm bệnh tật, thì người mẹ đứng bên cạnh cũng xót tất cả ruột ra. Các mẹ ở đây, các bà ở đây hiểu điều đấy hơn chúng con. Vậy thì chính mẹ Maria cũng vậy, nhìn lên Chúa Giêsu là đứng chịu đóng đinh, nhìn lên Chúa Giêsu bị đánh đòn, nhìn lên Chúa Giêsu là một chàng thanh niên 33 tuổi mà chết trần truồng không có một mảnh vải trên thập giá như vậy. Mẹ đau lắm, mẹ thương lắm và chắc chắn mẹ cũng vất vả đau khổ. Vậy thì chúng ta mừng kính mẹ sầu bi là chúng mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên giống mẹ. Khi gia đình của chúng ta có vất vả, khi gia đình của chúng ta có những người con chưa ngoan, có những người con đang chơi lêu lổng, có người chồng, người vợ chưa ổn được trong đời sống, thì chúng ta hãy tín thác vào mẹ, đến gặp mẹ sầu bi. Mẹ ơi, chính mẹ đã vất vả, chính mẹ đã đau khổ, xin mẹ hãy tiếp sức cho chúng con để chúng con vượt thắng được những cái đau khổ giống như mẹ. Và chắc chắn mẹ còn đau khổ hơn chúng con gấp vạn lần, mà mẹ vượt qua được tất cả những cái điều đấy, thì con xin mẹ hãy tiếp sức cho cuộc đời của chúng con. Đó là ý nghĩa của ngày lễ mừng kính. Còn nếu chúng ta không tín thác, chúng ta không chạy đến với mẹ trong cuộc đời, thì khi đó chúng ta mừng lễ quan thầy của chúng ta đôi khi chưa có giá trị. Còn khi chúng ta học noi gương của mẹ Maria, thì khi đó chúng ta mừng kính thánh quan thầy được nhiều ý nghĩa, không chỉ ý nghĩa cho bản thân chúng ta, mà bản thân chúng ta còn đem tin mừng, đem niềm vui, đem ơn của Chúa, của mẹ qua đời sống của chúng ta khi chúng ta dám chấp nhận sầu bi như mẹ Maria. Cầu chúc cho cộng đoàn chúng ta mừng kính lễ thánh quan thầy được nhiều ân ích của Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria. Chúng ta không chỉ mẹ Maria, không chỉ 7 sự đâu mà rất nhiều sự. Chúng ta cũng không chỉ 7 sự đau đớn của chúng ta đâu, nhưng mà còn nhiều sự khác nữa. Cầu chúc cho cộng đoàn chúng ta đón nhận những đau khổ đấy và vượt thắng nó, cảm hóa nó, khi qua tin mừng của Chúa, qua thánh giá Chúa, thì chúng ta mới có thể vượt thắng được những điều đấy. Đó là ơn lành mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người công giáo chúng ta, đặc biệt giáo xứ trung thành của chúng ta. Xin Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria nâng đỡ cộng đoàn và cho chúng ta mừng lễ kính quan thầy thật ý nghĩa, thật giá trị trong cuộc sống ngày hôm nay. Amen.